Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Món Ăn Dân Dã của mình. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn cách làm tóp mỡ da heo ha. Làm tóp mỡ da heo làm sao để cho nó giòn và được ngon hơn? Thì heo mình chọn loại da heo có mỡ nha, vừa lớp mỡ vừa lớp da. Thường thì mình chọn cái phần mỡ da ở cái chỗ phần xương cốt nết đó các bạn. Thì mỡ nó sẽ mỏng sát cái phần da, ăn nó sẽ ngon hơn. Ở đây thì cũng có chỗ dày chỗ mỏng nè. Về mình rửa sạch, chà chanh chà muối cho nó sạch hết ha. Các bạn nào kỹ hơn thì mua con dao lam về cạo hết cái lông nó còn sót lại nè. Cái phần nào có thịt thì các bạn cắt bỏ đi nha, đừng có lấy. Thì khi mà các bạn phi lên nó sẽ ngả màu thâm đen, nhìn không có bắt mắt đâu. Thì sơ chế hết xong thì mình mang đi luộc, với mục đích là để cho mỡ heo nó thơm, được sạch hơn nha các bạn. Và thứ hai nữa là các bạn khi cắt nó cũng dễ nữa. Các bạn để mỡ heo sống thì cắt nó sẽ khó cắt hơn mà không đều và đẹp. Còn nếu mà các bạn luộc nó săn lại, mình cắt nó rất dễ dàng lắm các bạn. Các bạn luộc khoảng 50% là được rồi, không cần phải chín đâu. Trong khi luộc thì các bạn cho vài lát gừng sắc lát vào để cho cái mỡ heo của mình nó được thơm hơn nha. Thì mình luộc khoảng 2 phút mỡ heo đã gần chín rồi nè, thì các bạn sẽ vớt ra ngoài. Chuẩn bị sẵn cái thau nước lạnh, vớt ra cho cái da nó không bị bạc màu mà nó lại nhanh nguội, nhìn cũng mà khi mình cắt nó cũng dễ ha. Thì sau khi cái mỡ heo mình ngâm nó săn lại rồi, như thế này rồi thì mình đem đi cắt rất là dễ nha. Giờ thì mình cắt 1-2 hay là 2-2. Cái bề ngang là 1cm hoặc bề dọc là 2cm, hoặc là bề ngang và bề dọc đều là 2cm như hình vuông đó. Mình cắt như thế này tí nữa mình phi nó teo lại, còn phân nửa thôi chứ không phải to bự như thế này đâu. Các bạn cho mỡ vào chảo thì các bạn cho thêm 100 lít nước nữa nha. Vì sao lại cho nước vào để thắng mỡ? Thì rất là đơn giản, khi mình thắng mỡ nó sẽ tiết ra cái mỡ ở trong nước từ từ. Khi mà nước nó sắt xuống á, nó sẽ có một cái lớp mỡ có sẵn. Như vậy nó sẽ hạn chế được cái việc mà mỡ nó bị cháy và nó bị dính vô chảo á. Các bạn không dùng nước cũng được, nhưng mà cái mỡ nó sẽ rất dễ bị dính chảo, vì nó chưa có cái lớp dầu ở chảo đó. Nếu các bạn sử dụng chảo chống dính á, thì không có sợ. Còn mà chảo không chống dính thì các bạn nên bỏ nước vô. Và bây giờ mình sẽ cho một muỗng cà phê muối vào nha các bạn. Các bạn phi ở lửa vừa, không cần để lớn hay để nhỏ đâu nha. Khi mà nước sắt xuống đó các bạn, thì lúc này các bạn nhớ đảo liên tục nha. Đảo một hồi là nó sẽ ra một lượng mỡ nhất định, thì lúc đó mình sẽ bớt đảo lại. Các bạn phải đảo đều nha, nếu không nó sẽ bị cháy các cạnh nè. Tép mỡ thì các bạn đã thắng được 50% rồi. Thì cứ 30 giây các bạn tới đảo một lần nha. Và mỡ này á, nó sẽ không bị bắn dầu đâu các bạn ạ. Các bạn đừng nghĩ là da heo nó sẽ bắn dầu nha, vì cái lúc nãy mình đã cho muối rồi đó, đảm bảo là không sợ bắn đâu nha. Thì da heo mình thắng được 70% rồi nè các bạn. Các bạn thấy phần da nó hơi vàng một tí, thì bây giờ mình vừa cắt lửa và vớt nó ra để nguội khoảng chừng 10 đến 15 phút đó. Rồi bắt đầu mình lại phi lại lần thứ hai. Mình phi hai lửa nha các bạn. Tất cả những món chiên rán thì các bạn nên phi hoặc chiên rán với hai lửa. Mình đảm bảo các bạn là cực kỳ giòn luôn đó. Bây giờ mình phi tép mỡ lần thứ hai nha. Phi ở lửa trung bình thôi. Mình cho tép mỡ vào phi tiếp ha. Thank you.
thì lúc này cái da heo nó đang nổ bóc 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 đó các bạn. Không phải phải nổ vì văn dầu đâu, mà nổ vì để cho cái da nó giòn lên á. Sắp xong rồi nè các bạn. Bây giờ thì cái tép mỡ của mình cũng đã vàng rồi, da nó cũng nở hết ra rồi thì mình sẽ vớt ra thôi. Khúc này cẩn thận nóng nha các bạn. Cái dầu nó đang rất là nóng luôn đó. Các bạn cho ra giấy thấm dầu nha. Nè các bạn, cái tép mỡ da heo của mình nó rất là vàng nè. Các bạn nghe thấy tiếng giòn lắm đúng không? Thì bây giờ mình đi xóc qua nước mắm nha. Cái nước sốt mình có để công thức trên màn hình á, các bạn làm theo nha. Giờ mình cho ít tỏi băm vào, các bạn phi tỏi cho thơm lên nha. Sau đó thì cho sốt mắm vào. Nếu bạn nào thích ăn hành tây hay là ớt chuông thì các bạn cứ cho vào ăn cho đỡ ngán. Giờ thì cho tép mỡ vào, đảo cho đến khi nó khô là được rồi. Nhà mình hết cái rau củ rồi chứ không mà mình xào cho các bạn xem. Mình ăn kèm rau củ thì nó sẽ đỡ bị ngán hơn. Và bây giờ mình sẽ ăn thử một miếng nha các bạn. Giòn và thơm lắm luôn đó. Rất là vừa ăn luôn. Các bạn làm thử đi ha. Thì các bạn thích thì cho mình một like, một đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.